xe công nông tại Cara Phương Đức Dương. Xe này đặt khách đặt là 100 triệu. Mời các bạn cùng xem nha. Xe đã chưa sơn này, rất là đẹp. Bớt 15 tấn. Xe đây thắng dầu. Hộp số 5 tiếng một lùi, thắng tay. Máy 30 trang đồng. Xe đây làm thùng rộng nha. Để dọn ra to. Bên 2 tỷ. Thùng rộng mất bể dài 26. Muốn kiếp nội hả? Xe đang YouTube vậy? Đang. Xe dùng còn 3 tấn nữa. Xe chưa sơn nhưng mà rất đẹp rồi. Lốp 825-16. Lốp zin này, không phải lốp đắp, lốp đúc. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment hoặc liên hệ số Cara Phương Tín Dụng. Xe đây trị giá 100 triệu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.